Thân chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tấn Phước và Tuyết Dinh xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thành công. Những thông tin được cập nhật sáng nay sẽ là món quà ý nghĩa trước khi quý vị và các bạn bắt đầu một ngày làm việc mới. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2015 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Triển lãm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và sự nghiệp đổi mới đất nước. Xe quá tải sẽ không được đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tăng cường đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước hết là những thông tin đáng quan tâm về cơn bão số 1 đang hoạt động ở Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2 giờ rạng sáng nay, ngày 23 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền đảo Hải Nam, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 340 km về phía Đông Nam. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Như vậy, sáng nay 23 tháng 6, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc, Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, tức là khoảng từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai nhận định bão số 1 chủ yếu gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Vì vậy, công tác chỉ đạo ứng phó bão là tập trung kêu gọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực Bắc quần đảo Hoàng Sa khẩn trương trú tránh. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, hiện biên phòng các tỉnh thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn cho 60.195 phương tiện lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy sản trên 276.245 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, số tàu hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa là 97 tàu trên 878 lao động, hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến 59.012 tàu trên 279.049 lao động. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kêu gọi các phương tiện đang di chuyển tránh bão, đồng thời yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ chủ động sẵn sàng phương án ứng phó, đề phòng mưa lớn vào bão số 1 có thể gây lũ quét sạt lở đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão này trong các chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với 404 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 81,78%, chiều hôm qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Theo nghị quyết, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau, 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Đây là một thông tin vui đối với người lao động, bởi họ có quyền lựa chọn việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu hay nhận bảo hiểm xã hội một lần. Quy định này phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo người lao động hiện nay. Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 1 tháng 7 1915, 1 tháng 7 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và sự nghiệp đổi mới đất nước. Triển lãm trưng bày gần 1.000 tư liệu hình ảnh đặc sắc toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh và thành tựu sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Thư viện Quốc gia giới thiệu bộ sưu tập 27 bài báo, 27 bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay của Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân dân từ ngày 25 tháng 5 năm 1987 đến ngày 28 tháng 9 năm 1990. Các bài báo của đồng chí thời gian này đã có sức lan tỏa thành một phong trào chống thói hư tật xấu của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm trong sạch đảng, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Đây là một trong chuỗi những hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Triển lãm diễn ra tại Hà Nội từ 22 đến 27 tháng 6 và tại Hưng Yên, quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từ 29 đến 30 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, xe quá tải sẽ không được đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là thông tin do ông Phan Đam Sa, trưởng trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết. Tuy nhiên, vấn đề là phải làm sao để biết là xe quá tải thì tất nhiên sẽ không cho chạy trên tuyến cao tốc này. Và giải pháp đưa ra là cuối tháng 6 năm 2015, trung tâm sẽ phối hợp với lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát giao thông, tiến hành cân tải trọng xe trước khi qua trạm Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng mắt thường quan sát, khi thấy phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải, sẽ ra hiệu qua làn riêng cân tải trọng. Khi phát hiện quá tải, lực lượng chức năng sẽ xử phạt theo quy định hoặc từ chối cho tham gia cao tốc, mở làn để xe quay đầu ra khỏi đường cao tốc. Cũng trên lĩnh vực giao thông vận tải, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã đầu tư nâng cấp trên 154 km đường tỉnh và 228 km đường huyện và hơn 70 km đường đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đáng chú ý, ngoài các tuyến đường giao thông được Trung ương đầu tư nâng cấp như tuyến tránh quốc lộ 1A, quốc lộ 53, xây mới một số cầu trên quốc lộ 53, quốc lộ 54, các tuyến tỉnh lộ 902, 907, từ năm 2011 đến năm 2014, tỉnh đầu tư trên 2.500 tỷ đồng cho các dự án, công trình trọng điểm để xây mới, nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông đô thị, mạng lưới đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã. Đến nay, tỉnh có 1.362 km đường ô tô, tăng 604 km so với năm 2010. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, các ấp đều có đường dân sinh, đảm bảo đi lại thuận lợi hai mùa mưa nắng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thương mại dịch vụ. Sau đây là một thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép 20 bánh heroin tại bản Chiền Ve, xã Chiền Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Các đối tượng bị bắt gồm Cứ A Sang, sinh năm 1961, Cứ A Dế, sinh năm 1989, Cứ A Chá, sinh năm 1985, cùng trú tại bản Phiên Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và Tráng Thị Mo, sinh năm 1977, trú tại tiểu khu Ba Khen 2, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 6 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước triển khai một số giải pháp đảm bảo lưu thông tiền mặt thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ hoặc tồn đọng nhiều lượng tiền không để đủ tiêu chuẩn lưu thông tại các địa phương. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua lưu thông, tiền mới in. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn để chủ động đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ của các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ kịp thời nhu cầu đổi tiền nhỏ lẻ hợp lý của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Chủ trương đẩy mạnh phát triển các khu cụm tuyến công nghiệp của tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo nên sự chuyển biến đáng kể cho Vĩnh Long trong thu hút đầu tư phát triển. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP của tỉnh ngày càng tăng, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong khu tuyến công nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt khoảng 4.550 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động, tăng gần 3.500 lao động. Trong này, hoạt động hiệu quả nhất là khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1, chiếm hơn 37% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh.
Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh việc triển khai quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh với 14 cụm, trong đó trước mắt tập trung thực hiện 8 cụm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hiện tại có 2 cụm công nghiệp Công Thanh, huyện Bình Tân và Phú An, huyện Tam Bình đã được cấp phép chứng nhận đầu tư. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau vừa chính thức công bố toàn bộ diện tích rừng tràm trên địa bàn tỉnh đã thoát khỏi nguy cơ cháy. Đây là một thông tin vui cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, khi những vạt rừng tràm, những lá phổi xanh của đồng bằng đã được giữ thành công trong mùa nắng nóng năm nay. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, do nắng nóng gay gắt kéo dài nên mùa khô năm nay cũng kéo dài hơn một tháng so với năm trước, khiến hơn 38.000 hecta rừng tràm ở U Minh Hạ và đảo Hòn Khoai tăng nhanh cấp cháy. Hầu hết các tuyến kênh đều bị cạn kiệt nguồn nước, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển phương tiện và nguồn nước không đảm bảo phục vụ chữa cháy rừng. Kể từ giữa tháng 6 đến nay đã có nhiều trận mưa lớn, nhờ đó các tuyến kênh mương trong khu vực rừng tràm đã dự trữ được nguồn nước dồi dào, độ ẩm dưới chân rừng rất cao, làm nhiều cánh rừng tràm khô héo ở Cà Mau hồi sinh. Thông tin trên lĩnh vực thủy sản, năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 36 về nuôi chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Theo đó, cơ sở nuôi phải được chứng nhận Việt Gáp qua các tiêu chuẩn tương đương vào cuối năm 2015. Đây là một bằng chứng về cam kết của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Hiện sản lượng nuôi trồng thủy sản đang chiếm trên 60% tổng sản lượng thủy sản Việt Nam và theo hướng tái cơ cấu ngành thủy sản đến năm 2020, Việt Nam sẽ đưa sản lượng thủy sản từ nuôi trồng lên 65-70%. Sản phẩm thủy sản Việt Nam chủ yếu hướng tới xuất khẩu, do đó nuôi trồng thủy sản sẽ phải hướng tới sản xuất có trách nhiệm, áp dụng các quy phạm, thực hành nuôi trồng thủy sản tốt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quy phạm nuôi trồng thủy sản tốt của Việt Nam là Việt Gáp. Đây là công cụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững nhằm hài hòa hóa các tiêu chuẩn chứng nhận trong nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu chi phí chứng nhận cho cơ sở nuôi và đẩy mạnh hình ảnh Việt Gáp trên thị trường quốc tế, đưa Việt Gáp hướng đến đạt được các yêu cầu của chứng nhận ASC. Cũng trên lĩnh vực thủy sản, hiện nay tỉnh Vĩnh Long đang triển khai 3 giải pháp lớn để tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến ngư, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ tại nước ngoài là giải pháp chính. Theo đó, ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi cá tra, thông tin thị trường giá cả, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý kinh doanh sản phẩm thủy sản. Đặc biệt là đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến trong thâm canh nuôi, sản xuất giống sạch bệnh, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thương hiệu mặt hàng cá tra Vĩnh Long. Đến năm 2020, phổ biến mô hình nuôi cá tra theo các tiêu chuẩn chất lượng đến tận các hộ chăn nuôi quy mô lớn. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng thêm 4 nhà máy chế biến cá tra để đến năm 2020, công suất chế biến 57.000 tấn một năm, góp phần đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng cá tra tại các thị trường truyền thống và vùng lãnh thổ. Thưa quý vị và các bạn, ở Vĩnh Long, nghề trồng rau ăn lá khá phát triển, nhất là những năm gần đây, khi phong trào đưa cây màu trồng luân canh xuống ruộng được đẩy mạnh. Tuy dễ trồng, nhưng vào thời điểm mùa mưa như hiện nay, thì việc sản xuất loại thực phẩm này thường gặp khó khăn hơn mùa nắng. Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ và theo ngành chuyên môn, trong mùa mưa, đất trồng rau ăn lá phải được cày xới để đảm bảo độ tơi xốp, phải được rải vôi ít nhất 2 lần trước và sau khi làm đất để tăng độ pH và phòng ngừa bệnh hại. Bên cạnh đó, đất phải được lên liếp cao và có rãnh sâu để việc thoát nước được dễ dàng. Khi gieo sạ, cần phủ một lớp rơm dày để bảo vệ hạt giống không bị vùi lấp khi có mùa lớn xảy ra. Trong mùa mưa, tôi sạ có thể trừ hao thêm 20% bởi vì sợ mưa to kéo dài bị dập hột giống làm thưa, nó làm hao hột, nó không đạt được nhu cầu trong sản xuất, tôi phải trừ hao. Về cái sử dụng phân bón thì bà con nông dân cần lưu ý là cái lượng phân hữu cơ, bón phân hữu cơ là phân hữu cơ là chiếm khoảng 80% trong cái lần bón của cái suốt cái vụ rau, và lưu ý là phân hữu cơ này là bón lót ít nhất là một lần trên một vụ.
Còn riêng đối với phân hóa học thì bà con lưu ý là phân hóa học chiếm khoảng 20%, và tùy theo điều kiện và giai đoạn sinh trưởng của từng loại rau mà bà con nông dân có thể là bón thúc và chia ra nhiều lần bón. Bà con lưu ý là không nên sử dụng kích thích sinh trưởng và cái phân bón lá vào giai đoạn gần thu hoạch. Trong mùa mưa, nhiều loại dịch hại có thể phát sinh và gây hại trên các loại rau ăn lá. Trong đó, phổ biến nhất là cỏ dại, côn trùng và bệnh hại. Để quản lý các đối tượng dịch hại này hiệu quả, bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện triệu chứng gây hại và có biện pháp phòng trị kịp thời. Nên sử dụng những cái loại thuốc mà ít độc như là thuốc thảo mộc hoặc là thuốc trừ sâu vi sinh. Đối với bệnh hại thì trong điều kiện mùa mưa bệnh lây lan rất là nhanh, cho nên bà con nông dân là cần điều tra để mà sớm phát hiện cái dịch hại và chỉ khi phun thuốc khi mà bệnh chớm xuất hiện. Lưu ý là sử dụng một số cái loại thuốc là ít độc để mà giảm cái lượng lưu tồn thuốc bảo vệ thực vật. Ngành chuyên môn cũng lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con nông dân phải sử dụng các loại thuốc chuyên dùng cho rau màu, không được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho lúa hay cây ăn trái để phun lên rau màu. Bên cạnh đó, khi phun thuốc, bà con cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng để đạt được hiệu quả phòng trị tối đa. Phải cách ly đúng thời gian quy định nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên rau màu sau khi thu hoạch. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm báo. Mở đầu sẽ là những thông tin nổi bật được đăng tải trên báo Thanh Niên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 7. Tiền điện tăng vọt trong tháng 5 khiến người dân bất bình. Điều tra vụ đại gia Hải Phòng bị tạt axit. Thi tuyển lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn tăng hơn năm trước. Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Dùng điện thoại di động, máy tính bảng làm thẻ lên máy bay. Làng Tố Cải ở Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề mang tính thời sự cũng là nỗi ấm ức của nhiều khách hàng được báo Thanh Niên số ra hôm nay phản ánh trên trang 6. Vấn đề tiền điện tăng vọt trong tháng 5 với nhiều lời giải thích có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực chất vẫn còn những vấn đề cần quan tâm. Tiền điện tăng vọt trong tháng 5 vừa qua khiến người dân bất bình và nghi ngờ cách tính toán theo biểu giá điện lũy tiến hiện nay mà EVN đang áp dụng. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực điện lực cho rằng sự bất bình của người dân không phải không có cơ sở. Đây là năm thứ hai liên tiếp xảy ra tình trạng cứ đến các tháng nắng nóng mùa hè, người dân lại bức xúc về quá đơn thanh toán tiền điện và bày tỏ nghi ngờ về việc đo đếm biểu giá lũy tiến mà EVN đang thực hiện. Riêng năm nay, mức độ bức xúc đang ngày càng cao hơn và đây là hiện tượng đáng lưu ý. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, báo Thanh Niên số ra hôm nay đăng tải ý kiến của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định sẽ chấm dứt mô hình biến tướng trường chuyên. Theo Thứ trưởng Hiển, tới đây Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện việc rà soát và chấm dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở theo kiểu biến tướng các trường chuyên, đồng thời chỉ đạo thực hiện chủ trương nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, tuyệt đối không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6. Bài báo có nhiều thông tin đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn tìm đọc. Báo Thanh Niên số ra hôm nay còn có nhiều thông tin đáng chú ý như: Hội nhà báo Phú Yên đề nghị làm rõ vụ một nhà báo bị đánh. Hà Nội phát hiện vụ biến hàng Trung Quốc thành hàng hiệu. Tại Cần Thơ xảy ra vụ đầu độc hai ao cá gây thiệt hại nặng vì mâu thuẫn cá nhân. Bắt nghi phạm giết nữ sinh cướp điện thoại. Báo Tuổi Trẻ sáng nay cũng có nhiều thông tin nổi bật ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, như kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhiều bộ bị điểm xấu về minh bạch, lo sốt vó với hàng trăm điểm ngập. Đừng để cái ác lan truyền, mua báo cáo thực tập, đào tạo diễn viên từ trường tới lò, vụ bắn chết phó trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, nguyên đại úy Ngô Văn Vinh lãnh án 9 năm tù, từ cơn sốt đề thi tú tài Pháp. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ năm 2014. Kết quả cho thấy nhiều bộ bị điểm xấu về minh bạch. Không có bộ nào đạt điểm tốt, một số bộ không có sự thay đổi nào so với vị trí cuối bảng từ những năm trước. Đó là một số kết quả từ
từ chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ dựa trên đánh giá của 228 hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh, vùng và cả nước, đại diện cho trên 409.000 hội viên. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ví chỉ số này như tấm gương để các bộ soi vào sẽ thấy mình như thế nào. Vì vậy, hình ảnh nếu không đẹp thì cũng không nên giận cái gương. Thông tin chi tiết có ở trang 6 và 7 của báo. Lo sốt vó với hàng trăm điểm ngập là tiêu đề bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay cho biết. Mới vài trận mưa lớn mà người dân các tỉnh thành Đông Nam Bộ đã than khóc với ngập nước, nhiều tuyến đường trọng điểm và khu dân cư thường xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đối mặt với nguy cơ ngập lụt do quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa đã làm thu hẹp, ảnh hưởng nhiều dòng chảy thoát nước tự nhiên. Thông tin chi tiết có ở trang 5 của báo. Đề cập đến lĩnh vực giáo dục, trang 13 của báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài viết mùa báo cáo thực tập, nội dung bài báo phản ánh. Để tốt nghiệp, sinh viên phải trải qua kỳ thực tập và nộp báo cáo thực tập về trường. Thế nhưng nhiều sinh viên đã mua giấy chứng nhận, giấy xác nhận, có đóng dấu xác nhận của công ty, thậm chí mua luôn cả báo cáo mà không cần đi thực tập. Nhiều lời quảng cáo của dịch vụ xác nhận thực tập được đăng công khai trên các diễn đàn sinh viên và mạng xã hội Facebook. Tiếp theo là những thông tin nổi bật có trên báo Vĩnh Long số phát hành sáng nay. Mời quý vị tiếp tục cập nhật. Sửa đổi nhiều nhưng vẫn vướng, giải pháp tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, vượt khó từ đồng vốn vay hỗ trợ, hết lòng vì bệnh nhân nghèo khuyết tật, triệt xóa ổ cờ bạc khu vực Đình Tân Giai, liên kết rải phụ trái cây. Phản ánh những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, báo Vĩnh Long hôm nay có bài viết sửa đổi nhiều nhưng vẫn vướng, nội dung bài báo phân tích. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực gần nửa năm nay. Bên cạnh những đổi mới tích cực như tạo cơ chế pháp lý, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và tính bền vững của quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, thì vẫn còn nhiều vướng mắc đối với cả người bệnh và đơn vị thực hiện. Thông tin chi tiết có ở trang 3 của báo. Xoay quanh câu chuyện tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho hàng hóa nông sản, báo Vĩnh Long sáng nay có bài viết liên kết rải vụ trái cây. Nội dung bài báo cho biết, việc rải vụ trái cây cần được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo thống nhất giữa các địa phương với nhau nhằm tránh trùng lấp, thừa sản lượng. Bên cạnh đó, cần có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho sản xuất và vận chuyển trái cây, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu trái cây vào những thị trường lớn và mở rộng thị trường mới, có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến trái cây và ký kết với nông dân tiêu thụ trái cây. Cùng với đó thì cũng cần đẩy mạnh sản xuất trái cây theo mô hình Global Gap, Việt Gap để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Thông tin chi tiết có ở trang chính của báo. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, báo Vĩnh Long hôm nay có bài viết triệt xóa ổ cờ bạc khu vực Đình Tân Giai, nội dung bài báo thông tin. Sau thời gian mật phục, Công an phường 3 và các đội nghiệp vụ Công an thành phố Vĩnh Long đã bắt quả tang hơn chục đối tượng tụ tập trước cổng Đình Tân Giai đánh bài ăn tiền. Đây là điểm cờ bạc hoạt động gần như công khai suốt thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận. Thông tin chi tiết có ở trang 7 của báo. Còn trên báo Cần Thơ sáng nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, không nên cách ly học sinh vi phạm khỏi môi trường học đường. Hiệu quả trồng cây sim rừng Phú Quốc, phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường ngày càng diễn biến phức tạp và trở thành vấn đề nóng của toàn xã hội. Đề cập đến vấn đề này trên trang 5 của báo Cần Thơ hôm nay có bài viết không nên cách ly học sinh vi phạm khỏi môi trường học đường. Nội dung của bài báo phân tích. Vấn đề đặt ra là cần phải có giải pháp tối ưu trong xử lý kỷ luật bạo lực học đường. Nhà trường có thể giúp học sinh bằng sự tiến bộ và thái độ nhân văn, chứ không thể cứ hễ vi phạm là đuổi học. Mặt khác, để xử lý hiệu quả vấn đề này, cần lắm sự chung tay phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và xã hội, chứ không phải quy trách nhiệm cho nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin nổi bật được đăng tải trên các báo số phát hành sáng nay. Còn bây giờ sẽ là thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Tiếp theo chương trình sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, bão số 1 đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9. Vào trưa ngày hôm nay, bão sẽ đi vào khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu,
và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lúc này giảm xuống còn ở mức cấp 8. Sau đó bão số 1 có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc đi vào vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Có thể đêm nay bão sẽ đi vào đất liền Nam Trung Quốc và suy yếu dần. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm hôm nay được dự báo như sau. Miền Đông Nam Bộ và ở tại khu vực Mỹ Tho, nhiều mây, trưa chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Ở khu vực Tây Ninh thì có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ hầu như không thay đổi, cao nhất ngày từ 30 đến 31 độ C và thấp nhất đêm về sáng là từ 24 cho tới 25 độ C. Cần Thơ và ở khu vực Rạch Giá thì được dự báo là tiếp tục có mây và mưa nhiều, riêng ở tại Rạch Giá thì mưa rào có kèm theo dông. Nền nhiệt ở cả hai khu vực tương đương nhau, nhiệt độ ngày và đêm dao động quanh mức là từ 24 cho tới 30 độ C. Phú Quốc và Cà Mau có mưa rào và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, mưa vừa đến mưa to, đêm và sáng có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ. Nhiệt độ ngày giảm nhẹ, cao nhất ngày ở khoảng là từ 29 cho tới 30 độ C. Vĩnh Long và các vùng lân cận, mưa rào vẫn duy trì trên toàn khu vực nhưng dông giảm và chỉ xảy ra một số nơi. Nhiệt độ cao nhất vào trưa ngày hôm nay ở mức là từ 29 cho tới 31 độ C, còn đêm nay thì ở khoảng là từ 24 cho tới 25 độ C. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Xin thân ái chào tạm biệt.